Xin chào mọi người, lại là Ren đây. Ok, hôm nay thì mình sẽ show up của một bạn có nickname là Bún đậu mắm tôm. Ok, bún đậu mắm tôm. Đó, đầu tiên thấy cái quả cầu tàu này là không ổn rồi, chắc lại gặp phải một con whale chúa rồi. Ok, cảm ơn bạn đã cho mình nguyên ạc để show cho mọi người cùng xem. Để xem bạn này lên tàu được bao nhiêu ngày rồi. Từ mùng 1 tháng 11 năm 2017. Wow, từ năm 2017 luôn. Nhưng mà chắc là cũng có kiểu bỏ game một tí cho nên là bạn ấy mới chỉ được 1.084 ngày lên tàu. Từ 2017 rồi nhưng mà nói chung là cũng rất là lâu năm. Ok, để xem con whale này nó đến mức nào. Ôi dồi ôi. 355.117 pha lê. 355.000 pha lê là bao nhiêu tiền nhỉ? Nói chung là nạp rất là nhiều luôn. Bao nhiêu tiền là mọi người? 100 triệu thế đó. Cũng tầm tầm từng đấy. Ok. Để xem bạn này có full Valkyria không. Full Valkyria rồi. Thơm. Cực kỳ thơm luôn. Ok, đầu tiên là mình sẽ show từ Kianai trở đi nhá. Để xem whale. Trời ơi, whale quá. Đầu tiên là Moonlight. Moonlight 3S rồi này. Wow. 1.300 có cả có pháo điện dương, Toss Tesla, Mid May và Bot New. Ok, rất là chuẩn bài rồi. Bạn ấy mua cả trang phục của mèo dưới trăng. Mua mỗi trang phục này thôi. Trang phục này rất là đẹp luôn. Tiếp theo là Ranger, Ranger 3S rồi. Diva có cả, bạn ấy mua cả trang phục Diva của thế giới Honkai Impact này. Trang phục này thì rất là đẹp luôn. Bạn ấy không có mua cái bộ này. Ok, không sao, có bộ này là ngon rồi. SSS. Tiếp theo là mắm chúa. Wow, mắm chúa SS1 luôn. SS1 1.400 bao nhiêu đấy. Ôi, gần 1.500 rồi cơ mà mới chỉ mức rank SS1 thôi. SS1 thôi. Trời ơi, nghe SS1 thôi nó như thế nào ấy. Vùng đất hư vô vĩnh kiếp, Pre Max Level rồi, full set Siren phê cần. Và đến không có mua skin cho mắm. Mắm chúa. Có mấy bộ tinh linh tuyền thôi. Ôi dồi ôi, Hunter Flamson. SS luôn. Vùng đất rực lửa, Pre Max Level rồi, full set Murata Himeko và cũng ron thêm bộ trang phục Time Runner. Rồi đau thận quá. All in HLF luôn, full hàng full trấn, skin các thứ quá là đầy đủ. Và Ranger 3S này cũng có cây lôi đao góc quỷ. Top mid top bot, nhầm. Top mid Avogadro, bot bot new, biển và gió này, tuyết nguyệt linh thố. Cũng chỉ có hai cái skin free này thôi và cuối cùng là White Comet cũng 3S rồi. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ đến với May. Gì May đầu tiên là Lightning Queen cũng cày lên 3S rồi, có trọng từ vợ chả free max level top mid gì bot new. Ok, bộ dạ ma này đẹp nha mọi người, quá là nuột luôn, thơm. Bộ này cũng đẹp này, Aqua Ringstone với lại còn bạn ấy mua cái trang phục là giai điệu xanh luôn. Quá là chuẩn bài luôn. Hơi chơi Thunder thì mới chỉ đánh hết không thôi. Có khóa trừng phạt phán quyết. Chắc là cũng full set Banneret thức tỉnh rồi. Ok, quá là chuẩn rồi. Có cả trang phục mưa về báo xuân và mưa xuân. Đó, đây là hơi chơi thứ hai full rồi. Và Lake Tribe cũng 3S. Ok, di vật thánh 3. Top hiên viên pha không, không không có lắp đồ gì mấy. Tiếp theo là Shadow Dance cũng 3S rồi. Chắc lói tăng cường 4 sao thôi. Bạn ấy cũng có cả mấy bộ bikini này. Đấy, bạn ấy mặc cho Mây B 3S. Tiếp theo là Bronya. Bạn ấy full full Valkyria luôn mà. Đầu tiên là ôi dồi ôi. Trời ơi, thứ sinh ngân dực SS rồi mọi người, 1.000. Ui, tấn công 1.500 luôn. Căng thế. Full hàng, full trấn, full huyết thánh. Khóa, à không, đây không phải cái khóa. Đây là chỉ là cái Falcon thôi. Cái canon pháo đạn cũng pre max level thôi. Trời ơi, cực mạnh luôn. Nó bắn đồng hồ xong rồi bắn mấy con búp băng, cái con Banneret đấy, cái con không cái con rồng ấy. Thôi rồi. Tiếp theo là Hatsune Miku, nhưng mà Hatsune Miku thì bạn ấy mới chỉ cày lên 2S thôi. Cũng có một cái trang phục thời gian xưa luôn. Có cây trấn rồi này, không biết là có tung không. Ui, full tung luôn. Thơm, support băng, Hunter Prison, SS, vùng đất chân lý khải huyền, Pre Max Level rồi, full West Giang, full Nana, ok. Cái điều này là không phải bàn cãi gì nữa luôn.
Và kia khác còn full nghĩa gì là West với lại Anna. Snowy Sniper SS này, Yamabuki SSS, cả mà con mắt vỡ vụn, Tot Tesla Mid Beethoven và Bot New hoặc là Tot Mickey Bot New. Đó, có Candy Diamond rồi. Yamabuki Mộc Sừng, Chariot SSS, Wolf Down SS, Black S và có cả Dimension Monary mới chỉ rank S không. Tiếp theo là mắm, à nhầm, tiếp theo là Himeko. Đầu tiên là Vấu Chúa VKE, bạn ấy cũng cày lên SS rồi, làm điện máu tươi, nhưng mà cái cây cây kiếp diệt này bạn ấy không có nâng pre mắc để cầm điệu vị than rồi. Top mid Arena bot new, ok, là mà ra gieo điện máu của là SSS. Brood Row cũng SS luôn rồi, nhưng mà không có váy cưới à, ok, có vẻ không 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 có mua cái bộ đấy à. À từ từ, VKE bạn ấy có cả skin Giáng Xuân này, skin này thì free này, free nhưng mà từ rất là lâu rồi. Tiếp theo là Terry SA 3S rồi. Đó, cánh diều than thở, phun xe thủy kính, không không phải bàn cãi gì nhiều, chắc chắn rồi. Ồ, bạn ấy mua cả trang phục dạ lan hành ca luôn này. Wow, trang phục này rất là đẹp luôn. Chờ xuân tới thì free. Ok, 3S. Ghost Caron cũng SS1 rồi. Top mid kim, ok, gì mà thấy 11, quá là chuẩn. Sacrifier cũng có cây mà này nâng chất chơi thế, nâng Parry level 65 luôn, mắc mắc cho cái cây Cherry. Đây là cây gì? Thánh giá Cherry ở top bottom và mid Avogadro. Ok, sẽ bot đam lửa cũng gọi là tạm tạm. Luna 2S bot Zoro top top mèo mid vua kỵ sĩ bot Zoro. Ok, và tiếp theo là Paladin. Paladin mà này mới chỉ dừng ở mức rank 2S thôi. Sẽ có Hecate à? À, chưa có chấn nhưng mà cũng full cap car thôi. Ui rồi, không thèm nâng luôn, level 1 luôn hết này. Và cuối cùng là Valkyria Judas cũng vẫn chưa. Top Columbus bot đen. Cây lời thề cao cả cũng level 50 rồi. Có cả trang phục ánh tà dương luôn. Tiếp theo là Phu Hua. Đó. Đầu tiên là đêm trắng Sasaki 3S này. Quickly cũng 3S rồi, chắc cũng lung quang Yada. Đó, Primax level. Top Monet mid, Top Monet mid May và Bot Gilmore. Ok, không phải chối cãi gì nữa. Ui dồi ôi, Hunter Sentient SS Full set kiếm gãy khóa vô tổn, Pre level 65 luôn. Trời ơi, mà này run luôn cả bộ ở ô mùa hè này. Wow, cực mạnh luôn, gà điên. Tiếp theo là Vân Mặc Đan Tâm. Ôi dồi, cũng chẳng kém cạnh gì, cũng S2 luôn rồi. Full set Chim Nhạn Biên Cương, DC Comics 6 sao. Trời ơi, người ta nâng, người ta nạp nhiều thế cơ mà, gần 100 củ luôn. Nhưng mà hơi tiếc là mà nếu không có Ron cái bộ váy cưới nhỉ, bộ đấy thì rất là đẹp luôn. Gà lửa Phoenix, kiếm và lửa và kiếm, ok, đầy đủ rồi. Ui rồi, Benares thức tỉnh luôn này, găng tay cô. Cuối cùng là Escamar 2S rồi, nhưng mà chắc là cũng chẳng có cầm đi mấy đâu. Tiếp theo là Rita Fallen Rosemary thì mới chỉ ở mức rank SS2 thôi. Ok, nhưng mà cũng khá là mạnh rồi. Ôi, bạn này kiểu lắp đồ hơi linh tinh, chắc là kiểu đang đánh xong rồi lắp vớ vẩn thôi. Cây Diên Vĩ Paris Max Level rồi. Đó, bạn này full runner cơ mà. Đây là đang lắp Top Mid Paganini. Ok, thử lắp cái set này nào. 1408 chắc là cũng không có nâng, không có tẩy phụ tố tấn công. Ok. Đó, có cả ui, có cả ảo mộng mùa hè xong rồi Ngô Đồng ảnh mộc luôn này. Lắc lắc lắc. Bộ này nảy hơn này mọi người. Nảy hơn, nảy hơn. Nhưng bộ này thì đẹp hơn, bộ này thì nó kiểu đơn giản một tí. Ok, có cả hai skin rồi, cực kỳ thơm luôn. Ôi giời ơi, Arena Artemis SS1 rồi. Đó, Sakadi cũng nâng free max level cây này luôn rồi. Full set Ana, ok. Đó, mấy mua cả trang phục cán khê sa này. Wow, trang phục này rất là đẹp luôn. Cực kỳ nuột. Kimochi đáng đồng tiền bát gạo. Kimochi vậy. Ám tưởng vi SSS và cuối cùng là tại sao này thiết cũng SS. Tiếp theo là Yae Sakura. Flame Show à, bạn ấy cũng mua bộ trang phục ảo mộng luôn này. Đương nhiên rồi.
Đó, xong người rất là đẹp. Hồn yêu đao huyết anh tịch diệt. Ok. Yes, Sakura. Bạn ấy cũng mua cả liên hoa luôn. Wow, đẹp quá. 10 điểm. Những cái này đẹp hơn này. Rất là nhiều skin luôn. Nhưng mà skin này vẫn là đẹp nhất. Mình thấy thế. Wow. Wow. Ôi. Cầm cầm cây này trông nó không ổn tí nào. Đây. Ôi giời ơi. Eo. Kiểu quá ngầu luôn ý. Thề luôn, bộ này ngầu lòi luôn. Wow. Đây là một bộ phải gọi là cực kỳ đẹp của Sakura luôn, bí ẩn trong đêm. Từ vợ chà, mít tung kiểu kiểu viết thánh rơi lung tung thế nhỉ. Osamiko Ua cũng hay hết rồi, cầm ngự linh đao hàn ngục băng thiên. Đó, bà này cũng mua cả trang phục Hyokai Sonata luôn. Oh, cũng mua cả Maiko này. Bộ này thì trông rất là hiện đại luôn, bộ này thì hơi truyền thống một tí. Nhưng bộ nào cũng đẹp. Thật sự luôn, bộ này thì ra lâu hơn rồi, bộ Maiko ra rất là lâu rồi. Tiếp theo là Kailen. Wow, Kailen Kailen Nakaito. Tuy là kiểu không ai dùng nữa rồi nhưng mà bạn ấy vẫn mua cái bộ trang phục này luôn. Trang phục này rất là đẹp. Nó có mấy cái hiệu ứng kiểu đổi màu ultimate các thứ, rất là đẹp luôn. Tiếp theo là chị em Malin. Đầu tiên là Blueberry cũng 3S rồi. Vừa là mà giá treo điện máu. Cũng có cầm Sleeper Dream này. Bom anh đào SS. Bạn ấy cũng không cố cày lên 3S làm gì hết. Chắc là cũng có Elysia rồi, công chúa ngủ trong rừng, và remake level luôn. Và cũng có mua trang phục này. Tiếp theo là Sele. Wow. Đầu tiên là SP, cũng có cây đồng dao, chắc là cũng full defense rồi. Thả tuyết linh lan, full full skin luôn. Bỉ ngạn song sinh, SS. Wow, mà này lắm Valkyria SS nhỉ. Cửa bị ngạn kết nối pre max level rồi, full set ala luôn, cực kỳ thơm. Có cả trang phục mặc nhiễm kính hoa. Wow, trang phục này có mở bán, hình như ở phiên bản 5.5 là có mở bán lại bộ này với lại bộ mưa về báo xuân của Hơi Sơn Thunder nối cơm điện ấy đấy. Nhưng mà không nhận bộ này đẹp thật. Oh. Mình hơi bị tiếc ấy, nếu mà bởi vì không có cái bộ này. Tiếp theo là Nick. Ôi dồi ôi, Nick S1 luôn, 1.400 rồi. Đôi mắt vực máu hợp nhất Pre Max Level với lại Full Set Ana. À mà đây chưa có Verner nên là cầm Ana. Ok. Không sao, cầm Ana và vẫn tốt. Không có gì phải ngại hết. Tiếp theo là Dudu Gloria 3S rồi này. Ôi dồi ôi, BKE SS. Hắc Uyên Bạch Hoa, vòng vòng xoáy sáng tạo. Ta là bạn này, đúng rồi, bạn này full đen rồi nên là lắp cái boss Elysia vào cũng được. Nó người giàu người ta như thế này, vừa full đen xong mà thích thì lắp cái boss Elysia vào, nhưng mà đặc biệt là phải có trấn nhá, là phải có Hắc Uyên, không có là ra chuồng gà chơi. Và bạn ấy cũng mua cả trang phục rực vị thúy luôn, quá là thơm. Diantora cũng có gai ra bộ trang phục lời hẹn thập tự tinh này, váy cưới mới chỉ rank S0 thôi, cũng thương quán tinh sao nhân vã pre max level rồi. Full chest Shakespeare phiêu bạt luôn, rồi nó đá cho mấy con boss thì thôi rồi luôn. Asuka mới chỉ anh S0 thôi, cầm trấn của BKE à, không có nâng. Ok, chắc là cũng chẳng có cầm đi đánh đấm gì đâu. Tiếp theo là Fitch. SS 3 chấm rồi, sắp lên 3S rồi. Nó hãy full hàng full trấn, điệu văn ban đến Wang Zhenji đầy đủ rồi, support cực kỳ mạnh luôn, support đam điện. Tiếp theo là Elysia. Đấy, bạn ấy cũng có cày lên 2S rồi, hoa của quá khứ free đột phá siêu hạn mắc luôn. Full set Elysia, ok, quá là thơm. 1.465. Wow, không biết là bạn ấy có định mua cái bộ Miss Pink nữa không? Bộ này thì bán 1.600, hình như 1.680 B chip thì sao? Hôm nay là mở bán này. Phải hôm nay không? Chả nhớ nữa. Tiếp theo là Mobius. Ui dồi ôi, Mobius cũng 2S luôn. Nhưng mà mình thấy mình kiểu eo 1.500 luôn. Căng thế. Chấn 6 sao này, full full viết thánh rồi, full hàng full chấn rồi. Eo ơi, SS mà 1.500 luôn. Rồi, không biết nâng lên. Nếu mà để lên SS thì mình nghĩ là chắc là cũng phải quay tầm 200 nháy ấy, mọi người. Chắc là ít nhất cũng phải tầm 200 nháy.
May lắm thì ít hơn, còn nếu không thì nhiều hơn. Em ơi, Ron chắc sướng tay lắm. Tiếp theo là Raven. Ôi rất là nhanh luôn. Và đấy, à đâu, bộ này từ đâu ra nhỉ, mình quên mẹ mất rồi. Nhưng bộ này trông kiểu nó chỉ đổi màu thôi, nhưng mà trông rất là lạ mắt luôn, rất là đẹp. Obscuring Wing NS full hàng full trấn rồi. Ok, mấy Valkyria khác full, Raven không full thì lại hơi lạ. Và cuối cùng là Ghost Caron. À nhầm, Caron Pepper Swiss Girl 2S rồi, cũng có cây trấn. À bạn này full Paganini phải không? Đúng rồi, full Paganini xong rồi trấn luôn. Thơm thế, thơm kèo. Thích nhất Mobius NS thôi. Nó ok, để mình lướt qua cái dàn Valkyria phát đã. Rất là nhiều skin luôn. Đấy, bên này có Mobius SS này. Ui dồi ôi, Mobius SS này, Elysia SS này, BKE SS này, Bỉ Ngạn Song Sinh 2S này, Fallen Rosemary 2S, AKA 2S, Hơn Sơ Sen Truyền 2S luôn. Ui dồi ôi, Silver Wing 2S, Hunter Flameson 2S, ôi giời ơi, Nick S1, Tân Mặc Nan Tâm S2. Trời ơi, yên tâm là con nào cũng full viết thánh hết rồi, full hàng full trấn rồi. À, và này có cả bộ này luôn. Wow, trời ơi, well quá. Đây là vũ khí của bạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cây đã pre max level luôn, level 65 luôn. Và 2 cây mới chỉ đột phá siêu hạng thôi. Well, well, well. Hào quang tỏa sáng. Ok, đây là set viết thánh này, mọi người đếm xem. Rất là nhiều set luôn, mình thề luôn là rất là nhiều luôn. Đầu tiên là bản đế full Silver Wing này, full Paganini, full Mobius, full Raven. Ôi full nhiều quá. Full Elysia, full Murata Himeko, full Wang Zhenji. Ôi sẽ lắm tung này. Top top mid mid bot bot luôn. Ui bà này kiểu full 2 set tung luôn. Rồi rồi. Shakespeare phiêu bạt, Arena, Anna, Benares thức tỉnh, Thủy Kính, full Den, full Leo. À không, top bot Leo. Full set Broken Sword, full set Tiên Hậu Thần Châu, full Anna, full Kafka, full Quét Giang, full Diffa, full Siren Faker, top mid Kim, Zoro, top top mid bot Jin Zhen Tang, full Tesla, hai cái mid mây, 5 cái bot new, một cái top mèo. Ok vậy thôi. Tính ra bạn này kiểu kiểu không không đạt đến cái tầm 9 cái bot new xong rồi 5 6 cái mid mây. Ok, nhưng mà nói chung là bạn này Ron ra viết thánh thôi. Không cần quá nhiều nhưng mà nhân vật là phải SS. Ok, tiếp theo là F này. Bạn ấy gần full F luôn rồi. Phục khí thư Tesla 4 sao luôn, mắc luôn. Em ơi kinh đấy. Đây là Bella, Bella 2 sao này. Nhược Thủy 3 sao luôn. Serena 3 sao 1 chấm. Và cuối cùng là Play-in cũng 3 sao rồi. Thiếu mỗi chấn hồn ca nữa là full cả F luôn. Sâu cái gì nữa nhỉ? Hết rồi. À từ từ từ. Bạn này chắc mình biết thừa là bạn này trụ tịch diệt rồi. No 22. Đây là cái gì? Chiến trường ký ức. Mốc 1. Ơ sao nó không hiện cái phần trăm lên nhỉ? Mình tưởng nó sẽ hiện phần trăm lên mà nhỉ? 111.000 điểm tổng điểm. BKE 31.000 điểm này, Remesta 31 và hư hư thụ thần cốt chủ nghĩa hư thụ thần cốt chủ nghĩa hư vô, nói chung nó là con đồng hồ 3S. Đó, đúng đúng chuẩn đồng hồ 3S, xong rồi cầm Silver Wing SS đi vào. Sao nhiều kiểu mình thấy nhiều người cầm Bỉ Ngạn Song Sinh đi vào Remesta nhỉ? Để mình thử test xem. Mọi lần mình bình thường mình toàn cầm
hơi chơi Flashton thôi, nhưng mà thấy nhiều bạn cầm bỉ ngạn. Ok, để tí nữa mình sẽ thử cái xếp hạng tuần này sao nó không hiện, hay là bạn ấy kiểu, hay là bạn ấy đứng thứ 22 toàn server luôn. Chắc cũng phải ít hơn tuần trước, chắc cũng phải ít hơn 2% bởi vì mình đấy có cái vòng này. Đây này có mà. Đây này mọi ai giải thích cho mình cái xếp hạng tuần trước No 22 này, có vẻ là bạn ấy đứng thứ 22 toàn server không? Ở đây là vực vô tận, ôi rồi ôi, tịch diệt. Tịch diệt 2830 cúp. Wow. Ui. Huân chương tịch diệt trông đẹp nhỉ. Thôi, đây thì cái huân chương vô tận cũ, cái này thì cái mới này. Cái này nhìn đẹp hơn. Ui, tịch diệt mà đánh được 690 điểm luôn. Không hổ danh là BKE SS và hơn trăm xem tiền SS. Hết rồi. Đây là danh sách kỳ này thì chưa có, nhưng mà đây là danh sách kỳ trước. Nào, không biết bao nhiêu tiền mà luôn. Bạn này thì đứng thứ 42 toàn server luôn. Wow, một người Việt. Ôi. Bạn này đứng 30 thì bạn là Trần Lâm Uyển này. Ôi, sắp lấy vợ ở 29 luôn. Tính ra rất là nhiều người Việt trong cái bảng xếp hạng này nhỉ. Wow. Đúng kiểu tầm quá well mới có thể đứng được trong mấy cái danh sách này. Chịu chịu chịu. Chứ mình là mình chịu. Ok. Trời ơi. Nó phải ngắm lại mấy con mấy va SS. Ok. Ôi giời ơi. Ok mọi người, ok bye bye, bye, bye mọi người nhé. Mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được video mới nhất từ mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.